Xin chào các chị em, giới thiệu với các chị đây là bộ Gimi Luxury vỏ nâu phiên bản nâng cấp của Gimi truyền thống chuyên về điều trị nám nặng, tàn nhang, nám mảng, nám đốm, da đen lì, cháy nắng lâu năm. Đây là cái đằng sau của hộp là nó có đầy đủ thông tin về sản phẩm này. Đấy như là địa chỉ phân phối, rồi là hotline, rồi là số lô, rồi đủ các thứ về thông tin sản phẩm, các chị em có thể xem ở đằng sau hộp nhé. Bộ sản phẩm Gimi Luxury vỏ nâu này được sản xuất bởi công nghệ tiên tiến hiện đại bậc nhất Hàn Quốc, với thành phần được chất xuất từ hoàn toàn từ 100% thiên nhiên luôn, như là lá tiết tô Hàn Quốc này, tảo biển Nhật Bản này, cây hoa tiêu, hoa mẫu đơn, hoa kim ngân, phúc, bồn tử, nấm lên men, vân vân, rất là nhiều. Một bộ của nó thì gồm 5 món. Lọ này thì 30g, chỉ số chống nắng của nó là 50+. Thành phần thì gồm có rất là nhiều các cái thành phần quý, như là chiết xuất từ quả đào này, chiết xuất vỏ cây thông đỏ, phúc, bồn tử, bơ hạt, mỡ, glycerin, niacinamide, titanium dioxide này, dioxide này, betaine, vitamin E, vitamin K, vân vân. Nó không chỉ có công dụng chống nắng mà nó còn bật tông, giúp các chị em có thể sử dụng làm kem trang điểm, kem nền, kem lót nhé. Tiếp theo là cái loại kem đêm cũng dung tích là 30g. Thành phần chiết xuất từ hoa thủy tiên, lúa mạch, nọc ong, nấm tuyết, dầu cám gạo, rễ cây ngải cứu, dầu hạt hoa rum, nấm lên men, tảo biển Nhật, rễ cát cánh, phúc, bồn tử, rau má, allantoin, glycerin, adenosine, niacinamide, vân vân. Công dụng của cái loại kem đêm này là chủ yếu là trị nám, đặc trị nám, phân giải các sắc tố melanin ở trong da của mình nhé, và dưỡng trắng da, và đồng thời là nó còn có công dụng là trị mụn và ngăn ngừa mụn rất là tốt, giúp cho da của chị em mình nó được sáng khỏe, nó có tác dụng ngay trong lúc ngủ nhé. Tiếp nữa là cái lọ serum dung tích 40ml. Thành phần là chiết xuất từ rau sam, từ quả táo, phúc, bồn tử, rau má, protein, glycerin, niacinamide, collagen tươi, vitamin B5, vân vân. Công dụng chính của nó là cấp ẩm, nâng cơ, dưỡng trắng da, xe khít lỗ chân lông. Nó kích thích da của chúng ta sản xuất collagen và elastin. Đó, công dụng là giúp giảm nhăn này, mờ sẹo này. Tiếp nữa là cái lọ toner dung tích là 40ml. Thành phần là chiết xuất nước hoa hồng, chiết xuất rau má, rễ cây bạch mai, hoa hồi, hoa kim ngân, vitamin B3, allantoin, vitamin K, glycerin, vân vân. Công dụng chính của cái lọ này là khóa ẩm và cân bằng độ ẩm trên da các chị nhé. Cuối cùng là cái lọ sữa rửa mặt này dung tích 100ml. Thành phần chiết xuất bột ngọc trai, chiết xuất nhân sâm, chiết xuất lá tía tô Hàn Quốc, lá trà xanh, lá cây ngân hạnh, hoa tiêu, hoa mẫu đơn, hoa kim ngân, phúc, bồn tử và rất là nhiều các cái dược chất khác. Ở trên đầu nó có cái cọ như thế này giúp chị em mình có thể massage được nha. Lọ sữa rửa mặt này rất là dịu nhẹ, da nào cũng xài được. Khi xài xong thì nó không gây khô da, làm sạch sâu trong lỗ chân lông nhưng mà không gây khô da các chị nhé. Tóm lại thì với cái bộ sản phẩm này, chị em nào mà bị nám nặng thì các chị em nên dùng cái bộ này rất là hiệu quả và tiết kiệm. Khi các chị nhận hàng thì em cho các chị bóc cái tem niêm phong bên ngoài và kiểm tra các lọ bên trong nha. Các chị để ý cái tem rất là quan trọng, cái tem hành chính hãng nó có màu bạc sáng, kích cỡ nhã nhặn. Tem hàn bên cạnh nó có cái vân chìm như thế này. Màu sắc của cái hộp nó cũng là màu trắng xà cừ nha, chứ không phải là màu trắng xanh, không phải màu trắng ánh sang xanh đâu nha. Cái hạn sử dụng ở dưới đáy hộp, các chị cũng để ý chữ của hàng thật lúc nào nó cũng sắc nét, kích cỡ vừa phải.